Anders is pleased to present Once an Enchanted Storybook Spectacular. Tôi là người cất giữ những câu chuyện, người bảo vệ trí tưởng tượng và cũng là người kể chuyện. Hàng thế kỷ đã trôi qua với biết bao câu chuyện được lưu giữ và kể lại. Đêm nay, tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện hấp dẫn nhất trong tất cả các câu chuyện. Song, câu chuyện này từ người viết tiếp hồi kết. Cuốn sách này là một bản anh hùng ca đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng. Bởi lẽ, câu chuyện chưa bao giờ kết thúc, nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ. Một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Cuốn sách đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chờ đợi một người trong số các bạn. Nhưng hãy đề phòng nữ phù thủy. Hàng thế kỷ qua, muộn ra sức săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này để biến câu chuyện của ánh sáng thành bóng tối. Tìm kiếm cây bút ấy từng ngày, ngay cả trong hôm nay, lúc này, ở đây. Liệu khi nào người hùng ấy sẽ đến đây? Hi,
tưởng tượng, trí tưởng tượng. Deep in the ocean with mermaids and creatures who glide along fantastically.
là quyển sách nằm giữa. Các ngươi liệu các ngươi có thể dùng trí tưởng tượng của mình để đối đầu với ta? Không dễ dàng vậy đâu. Hãy xem đây. Thank you.
sẽ dẫn bạn tới đâu. The storybook ending, dream of may finally come. Cùng chúng